Trong ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh được Bộ Y tế ghi nhận 2.794 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.474 ca cộng đồng, 320 ca đã quản lý cách ly. 13 trên 13 địa phương trong tỉnh đều ghi nhận ca mắc. Số ca phát hiện qua sàng lọc test nhanh là 2.781 ca, được phát hiện thông qua xét nghiệm PCR là 13 ca. Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày giảm hơn so với các ngày trước đó. Tỷ lệ học sinh mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng so với các ngày trước, chiếm 22,3% số ca mắc trong ngày. Tỷ lệ số ca mắc là công nhân có xu hướng giảm so với ngày trước đó, chiếm 21,8% tổng số ca mắc trong ngày. Vaccine hiện vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Được thể hiện qua tỷ lệ tử vong trên số ca mắc ở tỉnh Quảng Ninh chỉ ở mức là 0,03%, tức là thấp hơn rất là nhiều lần so với tỷ lệ tử vong trung bình của cả nước là 0,6%. Trong đó, các trường hợp tử vong tại Quảng Ninh đa số là các trường hợp chưa tiêm vaccine. Ngành y tế khuyến cáo là với số lượng lớn F0 đang điều trị tại nhà, công tác quản lý và xử lý rác thải của F0 cần phải được chú trọng để tránh gây lây nhiễm chéo và ô nhiễm môi trường. Người dân cần thực hiện tốt 5K và các khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, không chủ quan lơ là. Người dân lưu ý thực hiện nghiêm túc việc cách ly điều trị F0 tại gia đình, hạn chế tối đa việc ra khỏi phòng cách ly và tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Khi mà ra khỏi phòng cách ly thì phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà để phòng lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình. Người dân thực hiện xét nghiệm sàng lọc khi có các triệu chứng nghi nhiễm hoặc là chỉ định của nhân viên y tế, đặc biệt là đối với người cao tuổi, người có bệnh lý nền và phụ nữ mang thai. Thưa quý vị, trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh thì Việt Nam và Quảng Ninh đang dần đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Song trong bối cảnh số ca mắc vẫn ở mức cao thì mỗi người dân cần phải chủ động trong việc là sống chung an toàn với dịch bệnh. Phóng viên Thời sự Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh, xung quanh vấn đề là chủ động phòng tránh dịch bệnh một cách linh hoạt và hiệu quả trong thời gian này. Vâng, thưa ông, thì hiện nay thì có thể nói rằng là số ca mắc tại Quảng Ninh cũng như là các địa phương trong cả nước thì vẫn ở mức cao, và chúng ta thì cũng đang thực hiện nghị quyết 128 về việc là thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Và trong cái bối cảnh hiện nay ấy, thì một số người dân thì cũng đang đặt câu hỏi về cái câu chuyện là 5K của Bộ Y tế thì còn phù hợp với thời điểm này hay không, và quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này, thưa ông? Trước cái tình hình mà số ca nhiễm hiện nay đang còn tương đối là cao ở Quảng Ninh cũng như là trên toàn Việt Nam. Thứ hai là chúng ta đã mở cửa gần như là hầu hết các cái hoạt động liên quan đến cái hoạt động của xã hội. Thì quan điểm của tôi đấy, thì cái việc mà 5K thì nó vẫn còn có cái giá trị của nó. Tuy nhiên thì trong cái tình hiện nay đấy, thì chúng ta không thể quá áp dụng một cách cứng nhắc như cái quy định của Bộ Y tế được, mà chúng ta phải có những cái áp dụng một cách hết sức là linh hoạt. Ví dụ như là cái việc mà khẩu trang. Thì đây là một trong những cái biện pháp mà tôi nghĩ là vô cùng quan trọng trong cái tình hình, trong cái giai đoạn hiện nay. Thứ hai là vấn đề về khử khuẩn. Và chúng ta cũng biết là khử khuẩn là một trong những biện pháp mà để cho cái việc mà virus nó không được lây lan ra những cái khu vực xung quanh, cũng như là lây lan với những người được tiếp xúc. Do vậy nên là trong 5K đó thì hai cái khâu là vấn đề là khử khuẩn và khẩu trang là hai cái vấn đề là hai khâu quan trọng nhất trong cái việc 5K này. Chắc chắn là cái việc không tập trung là không phù hợp với hiện nay. Nhưng bù lại đấy thì chúng ta này hoàn toàn có hai cái việc mà chúng ta cần phải bổ sung vào cái việc đó, là cái việc mà chúng ta phải tạo cho mình được một cái nền tảng sức khỏe, trong đó cái việc tiêm chủng là vô cùng quan trọng. Thứ hai là chúng ta lại có một cái biện pháp bảo vệ là cái khẩu trang. Thì hai cái nội dung này nó sẽ bù đắp cho cái việc mà chúng ta vẫn có thể tập trung và vẫn có thể phòng chống dịch bệnh được. Và trong thời điểm hiện nay thì Bộ Y tế đã có những cái văn bản hay là hướng dẫn mới như thế nào liên quan đến công tác phòng chống dịch hay không? Và ông có khuyến cáo như thế nào để người dân chủ động phòng tránh dịch bệnh trong cái bối cảnh hiện nay ạ? Thực ra thì rất là đơn giản thôi. Người dân phải nghĩ rằng là này, rất có thể mình bị nhiễm và rất có thể người xung quanh bị nhiễm. Nên chúng ta chỉ cần ứng xử như là gì, là chúng ta đang đứng trước hoặc là đang tiếp xúc với cái người đó bị nhiễm, thì chúng ta có thể có một cách nó phòng vệ, một cách nó phòng bệnh, một cách nó tốt nhất thôi. Chúng tôi cũng cần phải hết sức lưu ý là cái việc mà ngoài chúng ta áp dụng các cái biện pháp gọi là phòng chống bệnh cho mình và cho cộng đồng ấy, nhưng chúng ta phải luôn luôn gọi là quan tâm đến một cái việc gọi là quan trọng nhất, là cái việc mà chúng ta tiêm đủ cái liều vaccine theo quy định của Bộ Y tế. Đó là cái biện pháp gọi là phòng bệnh chủ động, an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Nó vừa giảm được cái ca mắc, giảm được cái ca bệnh nặng và giảm cái ca tử vong ở cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn ông ạ.